Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu với anh em tham gia một chuyên đề góp nhận 100 đồng token có kêu là AIT các bạn. Để tham gia game này các bạn click phần link mô tả dưới cái video của mình, các bạn đăng ký về tài khoản nha. Dòng đầu tiên thì email của tất cả các bạn. Dòng thứ hai feed name là các bạn ghi họ và tên của tất cả các bạn nha. Dòng thứ ba thì các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nha. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ IP address, thì các bạn dùng ở địa chỉ chocolate mình ra nha các bạn. Phần này là quan trọng đó các bạn chọn vào cài đặt, các bạn chọn vào ETH nha các bạn. Các bạn copy cái địa chỉ ETH ERC20 nha các bạn. Rồi còn bắt ở đây. Rồi các bạn bấm Enter này đó các bạn. Rồi sau khi các bạn bấm Enter này rớt xong thì các bạn nhấp vào đây, các bạn like và tweet. Copy hashtag này giúp mình nha các bạn. Hỏi đi, các bạn gì client nè. Các bạn gì client nè. Rồi các bạn cấp quyền cho nó các bạn. Các bạn bấm vào iToy app nè, cấp quyền cho nó các bạn. Sau khi các bạn bấm cấp quyền cho nó, các bạn bấm vào follow Twitter nữa các bạn. Rồi các bạn vô đây các bạn follow Twitter nha các bạn. Sao nó không khi mình follow ta? Rồi tự động nó follow các bạn ơi. Và các bạn join vào kênh Telegram nó bot comment các bạn. Các bạn bấm join vào nữa. Rồi mở bằng Telegram X nè bạn. Các bạn chỉ một lần nè. Rồi trên Telegram thì các bạn join vào các bạn. Các bạn cứ bình luận nó là một câu comment nha bạn. Các bạn join vào nhóm chat nè. Rồi để lấy câu comment good airdrop. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Sau khi bạn gửi cho bot xong các bạn bắt đập lên nè. Rồi các bạn bấm vào register and. Đây thì các bạn lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn bấm vào copy link nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow cho follow kênh seller nữa các nữa các bạn. Các bạn bấm vào follow nữa. Rồi các bạn bấm vào một follow nha các bạn. Kênh seller. Rồi các bạn bấm đáp lại. Chuyện kênh seller follow rồi mà ta. Sao nó không công điểm ta? Và các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Ok. Như vậy mình đã follow kênh seller xong các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên thì mình đã hoàn thành 4 nhiệm vụ này. Mình đã nhận được 100 token các bạn. Để mình vào mình tweet lên các bạn. Sao hồi nãy mình chưa có tweet. Bấm vào follow. Nãy mình cũng đã retweet rồi. Các bạn bấm vào retweet các bạn. Mình đã ủy quyền ứng dụng cho nó là tự động nó follow các bạn. Bạn chỉ việc bấm retweet sale. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 100 đồng đục 100 đồng tôi cần có cái hiệu là AIT. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.